âm dương, nam nữ. Theo thường lệ, người tu phải tránh xa sắc dục, xem nữ sắc như rắn độc. Riêng người Á Đông thấm nhuần truyền thống nho giáo, nam nữ thọ thọ bất thân. Nói đến chuyện nam nữ đều là tối kỵ. Người thường đã vậy, nói chi đến người tu. Nhưng oái oăm thay, ở đây cái gì càng cấm người ta lại càng thích. Không thích được trước mặt thì thích sau lưng. Điều này tiếng Pháp gọi là tiết hạnh giả. Trước mặt thì bén lén ngượng ngùng, nhưng sau lưng thì liếc mắt đưa tình, thầm thương trộm nhớ. Tôi biết có vài thầy rất ghét phái nữ, ghét ra mặt. Nhưng chính mấy thầy này lại là những người hoàn tục lấy vợ sớm hơn người khác. Ở đời có câu ghét của nào trời trao của đó. Nghe qua thấy ông trời bất công, nhưng thật ra ưa ghét chỉ là sự xung đột mâu thuẫn của nội tâm. Những người hoàn tục đâu phải họ không muốn tu. Họ là những người muốn tu và giữ giới nghiêm chỉnh hơn ai hết. Nhưng họ chỉ giữ giới tướng mà không hiểu giới tánh. Họ không hiểu chính họ. Con người là một loại chúng sinh, tiếng Phạn là sattva, có nghĩa là loài hữu tình, có tình cảm. Và như vậy, con người không phải là robot, bấm nút ưa là ưa, bấm nút ghét là ghét. Người tu ưa sống với lý trí hơn tình cảm, vì cho tình cảm là ràng buộc, từ đó có quan niệm tu là phải cắt đứt tình cảm. Theo tôi nghĩ, con người cần phải dung hòa cả hai, lý trí và tình cảm. Nếu chỉ có lý trí mà không có tình cảm thì trở thành lưu manh, xảo quyệt, ích kỷ, vô lương tâm. Chữ tâm, tiếng Tàu có nghĩa là tim, quả tim, trung tâm của tình cảm. Người có tâm là người có tim, có lòng, biết thương yêu kẻ khác. Do đó chữ tâm đi đối với tình cảm. Không nên lầm lẫn tâm với tâm ý thức hay ý thức. Ý thức đi đối với lý trí. Nếu chỉ có tình cảm mà thiếu lý trí thì dễ đa tình, dễ cười, dễ khóc. Đa tình ở đây nên hiểu là giàu tình cảm. Tới bây giờ chữ đa tình thường mang nghĩa xấu, do đó chúng ta không được đa tình. Ban đầu đi tu, tôi cũng không hiểu rõ lý trí và tình cảm. Chỉ biết tu là phải dẹp hết tình cảm, vùi đầu vào kinh sách để tìm chân lý. Càng cứng rắn nhạt nhẽo chừng nào thì huynh đệ và Phật tử lại có vẻ nể khen là tu giỏi, tu khá. Mải mê chạy theo lý trí, thỏa mãn trí thức, thường xuyên quán chiếu để dập tắt tình cảm, lục dục. Nên sau một thời gian, tôi không ngờ quả tim mình đã trở thành khô héo. Trong đạo Phật có danh từ gọi là càn huệ, một loại trí huệ khô cằn. Nhiều người tu hay mắc bệnh này. Tam tạng kinh điển rất thông, nhưng cư xử lại thiếu tình người, chỉ biết sai khiến Phật tử củng cố địa vị, danh vọng của mình. Không phải tự nhiên mà tôi nhận ra được quả tim mình khô héo đâu. Phải có nguyên do và triệu chứng chứ. Số là trong lúc nhập thất 3 năm, vào những buổi lễ, tôi thường làm lê peun hoặc eum dê, tức là chủ lễ, vì tôi tụng tiếng Tây Tạng nhanh hơn các bạn đồng tu. Đây cũng là một vinh dự cho tôi. Nhưng theo luật bù trừ, thì trong cái lợi có sẵn mầm của cái hại. Hoặc nói cách khác, là càng leo cao thì càng té đau. Đúng ra là trong nhóm tu 15 người, mỗi người phải thay phiên nhau làm chủ lễ và sử dụng các nhạc khí như Gia Đông, Kiên Linh, Gian Linh, Reun Mô, vân vân. Nhưng đến các buổi lễ lớn với sát hana dài như Mahakala, Dozie Pamo, Dozie Sempa thì tôi phải lãnh việc chủ lễ. Mỗi buổi lễ như thế kéo dài từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Sang năm thứ 2, tôi bắt đầu chán và mệt vì yếu hơi, không thể dẫn chúng được nữa. Cùng lúc tôi hay bị tức thở và nhói ở nơi ngực. Sau cùng tôi đành phải bỏ luôn chức chủ lễ. Tuy thế, tôi vẫn bị khó thở, giống như có một cục đá đè nơi ngực vậy. Tôi bị khổ sở trong mấy tháng trời, áp dụng đủ mọi cách hít thở yoga, phối hợp với thiền tọa. Nhưng chỉ bớt chút ít thôi, vì hết tụng lớn một chút lại bị tức thở hụt hơi ngay. Mãi sau này khi ra thất, tôi có dịp nghiên cứu thêm về tâm lý học, đông y và tu tập yoga ở trung tâm Sivananda. Tôi mới hiểu rõ phần nào căn bệnh của mình. Lúc đầu tôi đổ tại nghiệp, nghĩ chắc là mình tạo ác nên nay phải trả nghiệp tức ngực khó thở. Vì các sư Tây Tạng tụng kinh suốt 7-8 tiếng đồng hồ mà đâu có ai tức ngực khó thở.
Trong y học dân tộc có câu: thông tắc bất thống, thống tắc bất thông. Khí huyết lưu thông thì không có nơi nào bị bế tắc mà sinh ra bệnh. Nếu có bệnh tức là khí huyết không thông. Theo Tây y, nguyên nhân gây ra bệnh là vi trùng. Cách chữa bệnh của họ là cho thuốc giết vi trùng. Nếu thử máu, chiếu điện không thấy triệu chứng bất thường thì đối với họ bạn không có bệnh. Theo Đông y, nguyên nhân gây ra bệnh là sự mất cân bằng âm dương trong cơ thể, khiến khí huyết không lưu thông, tĩnh mạch bế tắc, tạng phủ suy nhược. Từ đó vệ khí, tức khí bao bọc chung quanh người yếu dần, vi trùng vi khuẩn dễ xâm nhập. Vi trùng ở đâu chả có, nó đầy khắp trong không khí. Khi cơ thể yếu, kháng trùng ít thì nó xâm nhập. Nếu so sánh thì quan điểm nguyên nhân gây ra bệnh của Đông y vi tế hơn Tây y một bậc. Nhưng con người đâu phải chỉ có thể xác không thôi, còn có tinh thần nữa. Thất tình lục dục quá nhiều cũng có thể gây ra bệnh. Điều này Đông y có nói tới. Khi nói đến bệnh, người ta thường chia làm hai loại: thân bệnh và tâm bệnh. Tới bây giờ các tôn giáo chỉ chú trọng chữa tâm bệnh thôi, còn thân bệnh để dành cho các bác sĩ và lương y. Trên lý thuyết phân chia như vậy có vẻ dễ giải quyết, nhưng thực tế đâu phải như thế. Thân và tâm đâu phải là hai thực thể cách biệt, thân tâm thẩm thấu vào nhau. Thân bệnh thì làm sao tâm vui cho được, trừ khi bạn là người tu cao đã đạt đến trạng thái bất động địa. Và nếu tâm buồn thì thân cũng khó mà an. Do đó có những bệnh gọi là bệnh tâm thể, do những cảm xúc phát xuất từ tâm rồi chuyển dần ra phát thành bệnh nơi thể xác. Đa số người tu do dồn nén tình cảm, từ chối thể chất nên dễ mắc bệnh này. Chính tôi là một bệnh nhân, bệnh tức ngực khó thở của tôi cũng thuộc loại này. Quý thầy bị bệnh tiểu đường, ung thư, các sư cô bị bệnh tử cung, phần lớn cũng do tâm thể dồn nén cảm xúc, từ chối, không muốn biết đến thân thể của mình vì cho nó bất tỉnh. Tôi đã tụng tâm kinh Bát Nhã hàng ngày, mày như hai chữ bất cấu bất tỉnh vẫn chưa in vào đầu tôi được chút nào. Có lẽ vì cái ngã đại đức của tôi chỉ muốn mình là thầy tu chân tịnh mà thôi. Vì lầm cho tu chỉ là tu tâm nên tôi đã làm ngơ đối với thể xác của mình, và như vậy tôi đâu có tu thân. Khi tâm tham khởi lên, tôi biết có tâm tham và tôi thiền quán để chữa cho tâm hết tham. Đó là tôi chữa tâm khỏi bệnh tham. Nhưng khi đau bụng, nhức đầu, khó thở, tôi đâu có biết đó là những dấu hiệu cầu cứu của thân. Nó báo cho tôi hay là có những sự bất ổn bên trong, và tôi cứ làm ngơ tụng kinh ngồi thiền, dùng ý chí khống chế thể xác. Đương nhiên, tôi có thể khống chế như vậy được vài lần, vài tháng, vài năm, và tôi sẽ cảm tưởng rằng tôi làm chủ được thân thể mình. Nhưng thực tế thì tôi là một kẻ ngu si, đè nén cảm xúc, tạo ra nội kết. Đến một ngày nào, những nội kết này bộc phát ra thành bệnh. Như vậy, bệnh là một tiếng chuông tỉnh thức, một thiền trưởng gõ vào đầu thiền sinh mê ngủ hoặc đang chìm trong dòng ảo tưởng. Bệnh khổ đương nhiên là một nghiệp quả, nhưng nó là kết quả của sự vô minh. Tôi vô minh không biết tu thân nên đã tạo nghiệp khiến cho thân phải bị bệnh. Trong quyển Con đường chuyển hóa, thầy Nhất Hạnh đã dùng đến danh từ nội kết rất hay. Tới bây giờ, phản ngữ Samyojana được dịch là kiết sử. Kiết là kết tụ lại thành một khối, sử là ràng buộc và sai sử. Khi nói đến kiết sử, ta thường liên tưởng đến 10 phiền não gốc: tham, sân, si, mạn nghi, thân kiến, biên kiến, vân vân. Nhưng ta không ý thức được tính cách đúc tụ thành một khối của chúng. Chữ nội kết rất hợp với tâm lý học hiện đại. Nó bao gồm tất cả những loại tình cảm đa dạng. Con người là loại hữu tình. Nếu bảo tu là dứt hết tình cảm, trở thành vô tình như cây như đá, thì có khác gì bảo con người đừng làm người nữa. Từ tình cảm sinh ra cảm xúc. Trong đạo Phật thường gán cảm xúc vào phiền não, và đa số thường có khuynh hướng đàn áp, tiêu diệt cảm xúc. Đây là điều không hợp khoa học. Cảm xúc là những năng lượng rất mạnh, không thể bị đè nén. Thí dụ một người bình thường có vẻ yếu ớt, nhưng khi cơn giận nổi lên, anh sẽ cảm thấy sức mình như tăng vọt lên gấp mấy lần. Với sức mạnh này,
anh có thể giúp ích hay làm hại kẻ khác, tùy theo sự hiểu biết hoặc vô minh của anh. Con đường chuyển hóa cũng bàn đến tính cách chuyển hóa nội kết rất có giá trị. Mật giáo Tantra không chủ trương tiêu diệt phiền não, mà ngược lại đón tiếp ân cần để chuyển hóa chúng. Ngoài cách thức quản lý những cảm xúc, Tantra đặc biệt nhấn mạnh đến việc chuyển hóa năng lượng tính dục. Đây là một quan điểm khác hẳn với quan điểm tu là phải diệt dục của hiển giáo truyền thống. Hiển giáo hình như chỉ chú trọng đến việc tu tâm tích đức, tiêu diệt phiền não để cõi lòng được thanh tịnh. Trong khi đó, mật giáo Tantra chú trọng đến tất cả khía cạnh của năng lượng. Mùa đông ở Âu Mỹ trời lạnh, người ta thường dùng thức ăn có nhiệt tố cao, calorie. Những thức ăn này chuyển thành nhiệt lượng giúp cơ thể chịu lạnh. Như vậy, thức ăn tiềm chứa trong nó những năng lượng của sức nóng. Nhưng nếu gặp trời lạnh, ta cứ cầm trong tay mấy củ khoai hay cà rốt, mong cho nó sưởi ấm mình thì bạn nghĩ sao? Hay là ta phải ăn vào thì những năng lượng kia mới chuyển hóa thành nhiệt lượng, giúp cơ thể ta ấm hơn lên. Tất cả sự vật mà ta quen gọi là lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, đều có những năng lượng tiềm tàng của chúng. Nếu ta thông minh và biết cách sử dụng chuyển hóa chúng, thì sự tu hành sẽ dễ đạt kết quả. Do đó, mật giáo Tây Tạng chủ trương rằng Tantra Yana, tức mật thừa, dẫn đến Phật quả nhanh hơn Sutra Yana, tức kinh thừa. Về màu sắc, các sư Tây Tạng mặc màu đỏ chát, vì màu đỏ có khả năng kích thích năng lượng sinh tồn và nhiệt lượng giúp họ có sức chịu lạnh. Hơn nữa, màu đỏ thuộc cực dương, sứ Tây Tạng rất lạnh thuộc cực âm. Mặc màu đỏ sứ lạnh cũng là một cách quân bình âm dương. Trong bảy màu của ánh sáng mà mắt thường có thể thấy được, có ba màu thuộc dương, đỏ, cam, vàng, và bốn màu thuộc âm, xanh lá cây, xanh da trời, xanh nước biển, tím. Mỗi màu sắc đều có những năng lượng riêng của nó. Trong các mandala, tức mandala của Tây Tạng, nếu để ý, bạn sẽ thấy nhiều màu sắc đủ loại được sắp xếp theo luật rung động của năng lượng. Các kinh chú Tây Tạng thường được tụng với giọng rất trầm, khác với giọng bổng của người Việt, vì giọng trầm có khả năng kích thích các luân xa phía dưới cơ thể, nơi tiềm tàng năng lượng sinh tồn và năng lượng tính dục. Các hình Phật Tây Tạng thường được vẽ dưới trạng thái giáp dung. Giáp có nghĩa là cha, dung là mẹ, giáp dung có nghĩa là giao hợp, tương đương với nghĩa yoga là hợp nhất. Từ đây tôi nhớ một lần các lạt ma Tây Tạng tặng cho thư viện chùa Linh Sơn mấy tấm tranh Phật Thang Ca, trên đó có hình Phật giáp dung. Sư cô Chi Tạng trông coi thư viện lúc bấy giờ không dám trèo lên, vì sư cô nói với tôi rằng: "Hình Phật gì mà kỳ quá, sao họ lại vẽ hình Phật ôm người nữ?" Nhưng hình Phật giáp dung chỉ là biểu tượng. Phật nam tượng trưng cho phương tiện thiện xảo, Upaya. Phật nữ tượng trưng cho trí tuệ, Prajna. Sự hợp nhất giữa nam tính và nữ tính, hoặc âm dương, là chìa khóa căn bản của Tantra tối thượng. Tantra Tây Tạng được chia làm 4 loại. 1. Karina Tantra. 2. Kariya Tantra. 3. Yoga Tantra. 4. Anuttara Yoga Tantra. Tantra nào cũng dẫn đến giải thoát, nhưng khác nhau ở phương tiện tu hành. Trong 3 năm nhập thất, tôi được học nhiều về Anuttara Yoga Tantra. Anuttara, Hán Việt phiên âm là Anauladha, có nghĩa là không gì cao hơn. Loại Tantra này sử dụng nhiều đến năng lượng cảm xúc và năng lượng tính dục. Khi nói đến tính dục thì phải nói đến âm tính và dương tính, hoặc nói cách khác là nữ tính và nam tính. Chữ tính ở đây không phải là tính tình mà là nguyên lý. Vạn vật trong vũ trụ đều có thể xếp vào hai loại âm và dương. Ở đây ta tìm thấy giáo lý của đạo lão. Bậc thánh nhân là người biết sống thuận với trời đất. Trời thuộc dương, đất thuộc âm. Ta cũng thấy sự trùng hợp với y lý cổ truyền. Người mạnh khỏe là người biết điều hòa quân bình âm dương trong cơ thể. Con người có hai loại, nam và nữ. Một ngày 24 tiếng cũng có hai phần, ngày và đêm. Một cục nam châm
cũng có hai đầu cực dương và cực âm. Điện cũng có hai loại, điện âm và điện dương. Một hạt nguyên tử cũng có dương tử proton và âm tử tức điện tử electron. Nói chung, tất cả đều có thể xếp loại âm dương. Âm tính thì bị thu hút bởi dương tính và ngược lại, dương tính cũng bị thu hút bởi âm tính. Khi trưởng thành, người nam thường đi tìm một người nữ để kết hôn. Người thường không để ý tại sao lại như vậy. Họ cho rằng đó là lẽ tự nhiên. Ông trời sinh ra như thế thì cứ sống như thế, hơi đâu mà tìm hiểu làm chi cho mệt. Sự kết hôn nam nữ là việc đi tìm hạnh phúc trăm năm. Vì người đàn ông là một nửa vòng tròn, tức bán cầu, đi tìm một nửa vòng tròn khác để kết hợp lại thành một vòng tròn. Khi vòng tròn được thành hình thì gọi là viên mãn. Viên là tròn, mãn là đầy đủ. Viên mãn tức là hạnh phúc. Nhưng thực tế đâu phải đơn giản như vậy. Vấn đề thường xảy ra là hai nửa vòng tròn kia không cùng kích thước, một nửa quá lớn hoặc một nửa quá nhỏ. Và như vậy thì không có sự viên mãn, tức không có hạnh phúc. Trên phương diện tình cảm, một người nam khi gặp một người nữ hợp nhãn, hợp ý thì tưởng rằng hai người có thể sống chung hạnh phúc. Nhưng sau một thời gian, anh nhận ra mình đã tưởng lầm. Đến đây, thường có hai trường hợp. Hoặc anh ta chịu sống trong đau khổ, cố giữ hai bán cầu không cùng kích thước dính vào nhau. Hoặc anh ly dị để tìm một kích thước với nửa vòng tròn của anh. Nhiều khi gặp hên, hoặc do phước duyên đời trước, anh tìm được một nửa vòng tròn đúng kích thước, một người yêu lý tưởng, thuận vợ, thuận chồng, sống hạnh phúc cho đến đầu bạc răng long. Người thường là như vậy, còn người tu thì sao? Người tu đâu có thể lấy vợ, lấy chồng được. Mà nếu thế, thì âm dương mất quân bình và người tu sẽ mãi mãi là một nửa vòng tròn cho đến hết đời. Nửa vòng tròn thì đâu gọi là viên mãn. Không viên mãn thì làm sao có hạnh phúc, có an lạc được. Nếu tu là để thiếu thốn, khao khát hạnh phúc thì tu làm chi cho khổ? Có người sẽ trả lời, tu là khổ bây giờ để có hạnh phúc mai sau. Nếu được như vậy thì tốt lắm, nhưng chỉ sợ không được như vậy thôi. Nếu tu mà có được hạnh phúc ngay bây giờ và luôn cả mai sau thì có tốt hơn không? Thật ra người tu vẫn tìm một nửa vòng tròn khác để kết hợp lại thành một vòng tròn. Sự kết hợp này gọi là hợp nhất, tức nhập lại thành một. Tiếng Phạn gọi là yoga. Hành giả Ấn giáo yogi tu tập du già yoga để tìm sự hợp nhất với Brahma, Phạm Thiên. Các tu sĩ đạo Thiên Chúa cũng đi tìm sự trở về với Thượng Đế. Thiền sư đi tìm sự trở về bổn tánh hay Phật tánh. Người tu khôn khéo là người biết đi tìm nửa vòng tròn kia nơi ngay chính mình, không tìm kiếm bên ngoài. Đó là lý do tại sao thiền sư không đi tìm Phật bên ngoài. Nhưng đâu phải người tu nào cũng biết như vậy. Vấn đề mà tôi muốn nói ở đây là sự giải quyết những năng lực tính dục nơi người tu, nhất là cho những thanh thiếu niên xuất gia. Họ là những người ở lứa tuổi mà năng lượng tính dục đang phát triển mạnh nhất, khác với những người lớn tuổi đã có gia đình, vợ con rồi mới xuất gia. Năng lượng tính dục hay bất cứ năng lượng nào khác cũng cần được hiểu để sử dụng và chuyển hóa trong việc tu hành. Tôi rất vui khi về làng Hồng, thấy tăng ni ở đó được quyền chơi đá banh, bóng chuyền. Đó là những hình thức lành mạnh giúp cho những năng lượng trong cơ thể có cơ hội tiết ra ngoài để quân bình hóa âm dương. Ở Việt Nam, quý hòa thượng hay thượng tọa cũng chơi thể thao bóng bàn hoặc luyện võ như các sư chùa Thiếu Lâm trong phim Tàu, vân vân. Đó là những phương tiện thiện xảo để quân bình hóa những năng lượng trong tâm hồn và thể xác. Nếu không có những cơ hội như vậy thì người tu sẽ phải đè nén tình cảm, đàn áp cảm xúc và từ từ đi đến chỗ sinh bệnh. Tệ hơn nữa là các vị quản chúng, chúng trưởng thường không có khái niệm về khoa học, sinh lý, tâm lý và y lý, nên thay vì tìm phương cứu chữa, lại gieo cầu vào đầu bệnh nhân mặc cảm tội lỗi. Chắc còn nghiệp nặng nên mới ra nông nỗi này. Hoặc đây là bệnh nghiệp, thôi còn ráng trả. Hoặc ráng chỉ kinh dược sư đi sẽ khỏi, vân vân. Trở về giáo lý Tantra mà tôi được học, con người có hai thân,
thân tứ đại thô kệch vào thân vi tế. Trong thân vi tế có đến 84.000 kinh mạch, nhưng quan trọng nhất là ba kinh chính, tạng ngữ là Uma, Roma, Kiyama, phản ngữ là Susumna, Pingana, Ida. Susumna là kinh chính chạy dọc theo xương sống từ trên đỉnh đầu xuống tới hậu môn. Ida và Pingala là hai kinh phụ bắt đầu từ hai lỗ mũi chạy lên đỉnh đầu rồi trở xuống quyện quanh Susumna và giao nhau ở các luân xa. Ida là kinh bên trái màu trắng, tượng trưng cho năng lực của mặt trăng thuộc âm. Pingala là bên phải màu đỏ, tượng trưng cho năng lực của mặt trời thuộc dương. Mục đích của hành giả tàn trà là làm sao hít thở điều khiển đưa hai luồng khí âm dương nhật nguyệt từ Ida và Pingala xuống dưới hậu môn chảy trở vào kinh chính Susumna, đánh thức luồng hòa hậu Kundalini nằm ở luân xa thứ nhất. Kundalini là một năng lực vô cùng siêu phàm. Nó sẽ chạy dọc theo kinh chính, đi qua từng luân xa một để cuối cùng lên đến luân xa thứ bảy, và từ đó nhập một với Thượng Đế, Phạm Thiên, Phật hay Chúa. Khi đưa được hai luồng khí Prana vào Susumna, hành giả sẽ có cảm giác khoái lạc tương đương với sự giao hoan của nam nữ. Do đó hành giả tan tra không cần phải đi tìm một người nam hay nữ bên ngoài để giao hoan, mà tìm cách giao hợp ngay trong thân mình hai tính âm dương nam nữ. Người tu là biết được nửa vòng tròn khiếm khuyết kia nằm sẵn tiềm tàng nơi mình và tìm cách làm nó phát hiện để cuối cùng chính mình trở thành một vòng tròn viên mãn. Một người đàn ông mà nghĩ rằng mình phải là nam nhi chi trí, không được có nữ tính, thì người đàn ông này dễ trở thành vũ phu, không biết thông cảm niềm đau nỗi khổ của vợ con. Một người đàn bà hoàn toàn nữ tính, yếu đuối ủy mị, đa sầu đa cảm, không được một chút cứng rắn của nam tính, thì người đàn bà này sẽ dễ đau khổ vì tình, thường có khuynh hướng đi tìm một đấng anh hùng để nương tựa, và vô tình hay cố ý cam chịu cuộc đời chồng chúa vợ tôi. Tóm lại, người tu hay nói chung là người muốn sống an vui hạnh phúc cần phải biết những nguyên lý âm dương nam nữ, hầu giải tỏa và chuyển hóa những nội kết cảm xúc của mình. Nếu tu chỉ là tu tâm mà thôi thì sự tu đó còn thiếu phần nữa. Đối với tôi, tu là tu cả hai, tu thân lẫn tu tâm. Tinh thần và thể xác luôn đi đôi. Không thể có một tinh thần bạc nhược trong một thể xác tráng kiện, hay tinh thần minh mẫn trong một thể xác bệnh hoạn. Luân xa. Luân xa tiếng Phạn là chakra, nghĩa là bánh xe hay vòng tròn xoay quanh trục của nó. Luân xa là những nhà máy thâu và phát năng lượng. Trong yoga của Ấn Độ giáo, nói chung có 4 loại. 1. Kama yoga. 2. Bhakti yoga. 3. Jnana yoga. 4. Jara yoga. Yoga có nghĩa là trở về hợp nhất với một đối tượng. Trong Ấn giáo, hành giả yogi tìm sự hợp nhất với Brahma, Phạm Thiên hay Thượng Đế. Trong Kama Yoga, hành giả làm tất cả hành động bất vụ lợi. Đây là con đường phục vụ và xả thí nhằm từ bỏ tiểu ngã hay phàm ngã để trở về với đại ngã hay chân ngã. Trong Bhakti Yoga, hành giả hướng hết tâm trí về Thượng Đế qua sự sùng kính lễ bái, tụng niệm, kinh chú. Qua sự tín tâm như vậy, họ mong nhập một với Thượng Đế. Trong Jnana Yoga, hành giả tìm sự giải thoát qua trí huệ, qua sự nghiên cứu kinh điển Veda, suy tư quán chiếu về tự tánh. Trong Raja Yoga, hành giả tập làm chủ cả thân và tâm qua sự tu tập của 8 bộ môn hay 8 nhánh: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana và Samadhi. Ngày nay, ở châu Âu, người ta hay tập Hatha Yoga,
Môn này là một phần nhỏ của Raja Yoga. Nó bao gồm hai nhánh: Asana là những tư thế luyện thân, và Pranayama là phép luyện hơi thở để thanh lọc các đường kinh, Nadi. Trong đó có ba kinh quan trọng đã nói ở trước. Trong Phật giáo cũng chia hành giả làm ba loại: một, trí huệ Bồ Tát Panadahika. Vị này chú trọng phát triển trí tuệ và thực hành thiền định nhiều hơn là nhiệt thành với những hình thức lễ bái cúng dường bề ngoài. 2. Tín đức Bồ Tát Saradahika. Vị này đã chọn niềm tin nơi hiệu lực của tâm thành. Tất cả những hình thức lễ bái thờ phượng là sở trường của Ngài. 3. Tinh tấn Bồ Tát Viriyadahika. Vị này luôn luôn tìm cơ hội để phục vụ kẻ khác. Không có gì làm cho tinh tấn Bồ Tát hoan hỷ bằng cách tích cực phục vụ. Đối với Ngài, làm việc là hạnh phúc, hạnh phúc là làm việc. Qua hai sự xếp loại trên, ta thấy có sự tương đồng giữa trí huệ Bồ Tát và hành giả Jinana, tín đức Bồ Tát và hành giả Bahakati, tinh tấn Bồ Tát và hành giả Kama. Có nhiều Phật tử quan niệm rằng yoga là ngoại đạo, không nên pha lẫn với Phật giáo. Theo tôi, yoga là một môn khoa học như toán lý hóa, điện tử, vân vân. Nó không phải là một tôn giáo, không phải là sở hữu của Ấn giáo. Ai cũng có thể tập được hết. Võ Thiếu Lâm, Đức Phật đâu có dạy, sao các sư chùa Thiếu Lâm lại tập? Máy vi tính đâu phải là phát minh của Phật giáo, sao ngày nay chùa viện nào ở Âu Mỹ cũng dùng? Trong Anuttara Yoga Tantra của Mật giáo Tây Tạng cũng nói nhiều về ba kinh Susumna, Ida, Pingala và Luân Xa, Chakarat, nhưng chỉ đề cập tới 4 thay vì 7 Luân Xa. Xin kể sơ lược về 7 Luân Xa. Sau này nếu có dịp tôi sẽ viết nhiều hơn về chi tiết. Có 7 Luân Xa chính nằm dọc theo đường kinh trung ương Susumna từ dưới xương cùng lên tới đỉnh đầu. 1. Luân Xa thứ nhất Muladhara Chakra. Vị trí nằm ở giữa hậu môn và bộ phận sinh dục, tương đương với huyệt hội âm của châm cứu học. Nó được biểu hiện bằng một bông sen 4 cánh màu đỏ. Chủng tự tiếng Sanskrit của nó là Lam. Luồng hỏa hậu Kundalini nằm phục ở đây. Hành giả yogi khi thành tựu phép quán tưởng luân xa này sẽ làm chủ được đại địa, tiêu trừ nghiệp quá khứ, biết được ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, thọ hưởng niềm hoan lạc tự nhiên. 2. Luân xa thứ hai Svarahithana Chakra. Vị trí nằm dưới rốn chừng 4 ngón tay, tương đương với huyệt quan nguyên, biểu hiện bằng bông sen 6 cánh màu cam, chủng tự là Vam. Thành tựu phép quán tưởng luân xa này sẽ làm chủ được thủy đại và các giác quan, biết được cảnh trung giới, tham ái, giận hờn, ngã mạn, ganh tị và các phiền não đều được tiêu trừ, vượt thoát tử thần. 3. Luân xa thứ ba Manipura Chakra. Vị trí ở giữa rốn và xương ức, tương đương với huyệt trung quản, biểu hiện bằng bông sen 10 cánh màu vàng,